Năm 2021, chi phí logistics tại Việt Nam chiếm khoảng gần 17% giá trị hàng hóa, trong khi mức chi phí này trên thế giới hiện chỉ khoảng 11%. Có thể thấy chi phí logistics đã và đang là gánh nặng trên vai các doanh nghiệp xuất khẩu, trong khi đó 70% thị phần logistics thuộc về doanh nghiệp nước ngoài. Năm 2022 là năm mà hoạt động xuất khẩu được kỳ vọng sẽ tiếp tục khởi sắc, nhờ vào sự phục hồi của nền kinh tế thế giới và các cam kết về thuế quan ưu đãi mà các hiệp định thương mại tự do Việt Nam tham gia được thực thi đầy đủ hơn. Tuy nhiên, quá trình nỗ lực phục hồi của doanh nghiệp còn gặp phải muôn vàn khó khăn thách thức, cộng trên mình hàng loạt các khoản chi phí gia tăng. Theo tính toán của các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp xuất khẩu hiện đang phải cõng trên mình đủ loại chi phí. Trung bình mỗi doanh nghiệp với 3.000 container xuất khẩu một năm sẽ phải chi thêm 5,5 tỷ đồng phí cảng biển. Với một doanh nghiệp quy mô lớn hơn thì chi phí này có thể tăng lên 13 đến 14 tỷ đồng một năm. Cái vấn đề hiện nay là các doanh nghiệp đang rơi vào hai cái năm khủng hoảng, và cái quan trọng nhất là cái về hiện nay container và tàu biển thì rất là một cái áp lực khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê. Chi phí logistics gồm lưu trữ hàng hóa, bao bì, đóng gói, kho bãi, luân chuyển hàng hóa, làm thủ tục hải quan chiếm tỷ lệ khá lớn trong tổng giá thành sản phẩm, nên chi phí này tăng cao, kéo theo giá thành hàng hóa bị đẩy lên cao, và đây là thách thức không nhỏ đối với doanh nghiệp và hàng hóa Việt Nam thời điểm hiện tại, khi mà 70% thị phần logistics thuộc về các doanh nghiệp nước ngoài. Logistics của Việt Nam thì bị cạnh tranh của các đơn vị mà có kinh nghiệm của quốc tế rất là lớn. Hầu như chúng ta là làm một phần dịch vụ logistics của Việt Nam và chúng ta làm thuê lại cho họ, vì người ta đã làm lâu năm đây rồi. Còn Việt Nam thì chúng ta mới tham gia các logistics gần đây, cho nên là về cái tính quốc tế chúng ta không có, mà chúng ta hiện nay chỉ là tính gọi là tính địa phương thôi. Theo thống kê của Hiệp hội Logistics Việt Nam, hiện cả nước có khoảng 30.000 doanh nghiệp kinh doanh liên quan đến các loại hình dịch vụ logistics, nhưng hầu hết các doanh nghiệp logistics Việt Nam là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoạt động thiếu liên kết, cơ sở hạ tầng logistics chưa đồng bộ, chưa có tính kết nối cao giữa các loại hình vận tải giao nhận, khiến chi phí logistics thời gian qua tăng cao. Hiện nay thì theo thống kê thì chúng ta có thể thấy rằng nếu mà xét về các doanh nghiệp logistics Việt Nam thì hiện nay có hơn 30.000 doanh nghiệp kinh doanh các dịch vụ liên quan đến logistics, nhưng trong đó chỉ có khoảng 4.000 doanh nghiệp là có kinh doanh dịch vụ logistics quốc tế. Như vậy có nghĩa rằng là với cái lượng hàng xuất nhập khẩu của Việt Nam hiện nay thì ngoài cái việc là các doanh nghiệp logistics Việt Nam chủ động thực hiện ký hợp đồng trực tiếp với đối tác thì chúng ta còn có rất nhiều doanh nghiệp đóng vai trò là nhà thầu phụ. Điều đó cho chúng ta thấy rằng là chi phí logistics lúc này sẽ phải chia ra rất nhiều, cái người ký hợp đồng chính thức với chủ hàng rồi những người tham gia đóng vai trò thầu phụ. Như vậy, để giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa xuất khẩu Việt Nam, theo Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam, nỗ lực không chỉ từ một phía doanh nghiệp cung ứng dịch vụ logistics mà còn chính từ các doanh nghiệp xuất khẩu cũng như vai trò quản lý của nhà nước. Người xuất khẩu là cái người chịu trách nhiệm trong những cái hoạt động như là thuê vận tải, cung cấp đưa hàng đến tận cái điểm nhập khẩu để giao hàng cho cái người mua hàng. Thì khi mà anh ta ký được hợp đồng với những điều khoản như vậy thì anh ta mới có thể là tạo cái cơ hội cho các doanh nghiệp logistics Việt Nam tham gia trực tiếp ký hợp đồng với chủ hàng. Cái thứ hai thì đối với cái vai trò của chính các doanh nghiệp logistics thì bản thân các doanh nghiệp logistics cũng cần có những cái nâng cao cái năng lực phục vụ của mình, không chỉ đóng vai trò là một nhà thầu phụ mà hãy tạo ra một cái niềm tin, một cái sự tin tưởng và độ tin cậy trong chất lượng dịch vụ, để qua đó thu hút các khách hàng. Thay vì đi tìm những cái công ty logistics nước ngoài thì sẽ tìm đến các công ty logistics Việt Nam để ký hợp đồng. Thứ ba là với góc độ nhà nước cần có những cái sự chuẩn bị về cơ sở hạ tầng, về dịch vụ, về công nghệ và đặc biệt rất là quan trọng đó là nguồn nhân lực. Với vị trí địa lý đặc biệt nằm trong khu vực phát triển năng động của khu vực và thế giới, Việt Nam được đánh giá là có lợi thế lớn để đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu và dịch vụ logistics, là đầu mối giao thông quan trọng về đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường không của cả nước và hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Đà Nẵng hội tụ những yếu tố quan trọng về hạ tầng để phát triển mạnh mẽ, trong đó có logistics. Nhưng đó là câu chuyện trong tương lai, còn trong ngắn hạn để giảm thiểu áp lực về chi phí logistics, các doanh nghiệp logistics cần thúc đẩy hợp tác kinh doanh, đầu tư trong ngành nhằm tạo ra chuỗi cung ứng hàng hóa, dịch vụ ngày càng hiệu quả và chuyên nghiệp.